chào toàn thể các bác và anh em đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì em Hải đang có mặt ở tại cơ sở miền Bắc của Hiếu Minh Auto, có địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì em rất là vinh dự khi mà em có mặt ở đây để set up và lắp đặt một bộ dàn karaoke để gửi cho chị Nhung, có địa chỉ tại Hà Nam. Thì combo karaoke ngày hôm nay của chị Nhung có tổng trị giá là 20.950.000. Thì combo karaoke này là sử dụng vang cơ. Và bây giờ thì em ở đây là em sẽ lên cấu hình này và set up các thứ, là đấu nối tất cả mọi thứ sẵn tất. Và một lát nữa thì em sẽ ship gửi xe về cho chị ở tại Hà Nam. Thì nhân tiện đây em sẽ làm một clip để trải nghiệm chất âm của cấu hình này đó. Thứ hai là cũng như là lên sóng tới các bác và anh em cấu hình combo karaoke trị giá trên 20 triệu đồng một chút này, để các bác và anh em có thể là trải nghiệm cũng như là tham khảo một bộ dàn giá rất bình dân và hợp lý sử dụng karaoke trong gia đình nhé. Thì combo karaoke ngày hôm nay em sẽ phối ghép gồm các sản phẩm của thương hiệu DB Autic, gồm một chiếc đẩy 2 kênh model là DB KD500 Plus, chạy mạch Class TD và cho ra công suất là 500W trung kênh. Thiết kế thì rất là khỏe khoắn, đấy, mặt phay nhôm rất là dày, rất là chắc chắn đúng không ạ? Núm rất to và chiếc áp là chiếc áp trơn. Chiếc đẩy này thì đang bán giá niêm yết lẻ là 5.200.000, 5.200.000 được bảo hành 2 năm. Và tiếp theo là một chiếc vang cơ lai số phiên bản mới nhất cũng như là cao cấp nhất trong chuỗi karaoke vang cơ của thương hiệu DB Autic, model là KM30 Pro. Chiếc vang cơ này thì đầy đủ tất cả tính năng như là Bluetooth này, cổng quang, AUX, USB đó. Thì chất âm thì tích hợp những tính năng như là chống hú, reverb, estec, nâng tiếng của mic đó, rất nhiều các tính năng cao cấp, giới hạn âm lượng các thứ. Và tích hợp là echo, reverb rất là mượt mà, sử dụng chip DSP 48 bit. Và một màn hình rất là to để hiển thị thông số ở đây. Các bác thấy rất là đẹp đúng không? Mẫu mã này là phiên bản mới nhất này. Và tiếp theo là một bộ micro không dây, hai tai mic của thương hiệu DB Autic có model là DB 350 Plus. Đây cũng là phiên bản mới nhất, mặt màu đen, nhìn thiết kế rất là đẹp. Và tính năng rất là cao cấp như là những tính năng tự ngắt này, tính năng gia tốc này, tính năng dò sóng sạch, scan này, dò sóng sạch. Đó. Và khi các bác và anh em cũng như là bộ dàn của chị Nhung ủng hộ Hiếu Minh thì em sẽ tặng cho chị một chiếc quản lý nguồn của thương hiệu Neck model là P12 Pro trị giá là 1.500.000. Đây là phần quà, gọi là món quà của Hiếu Minh Auto gửi tặng chị Nhung. Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe. Món quà đó chính là một chiếc quản lý nguồn các bác nhé, để bảo vệ tất cả thiết bị bộ dàn này tắt bật không có tiếng nổ và chị sử dụng nó an toàn hơn và cũng như là dễ sử dụng cho đối với chị và các bạn nhỏ gia đình. Thì kèm theo đó nữa thì em sẽ tặng một bộ pin sạc trị giá 350.000 để sử dụng cho hai tai mic DB 350 Plus này đó. Và tăng thêm tiếng bass trong bộ dàn này, không gian của nhà chị là 25m2 thì em phối ghép là chiếc súp PS SD12 bass 30 và màu đen, lựa chọn là mặt màu đen này đó. Thì tất cả cấu hình bộ dàn này em sẽ đều bảo hành là 2 năm, đổi mới trong 3 tháng. Và điều đặc biệt nhất mà bộ dàn của chị đó chính là cặp loa DK KH10, thiết kế là một chép neo, một chép kèn neo và một bát từ thường. Đây là cặp loa bãi mà hàng đợt này về rất là đẹp các bạn, các bạn thấy không, hàng rất là đẹp, thiết kế là thùng gỗ và thùng vát để có thể vừa treo được vừa để kệ được. DK KH12, không gian của chị là hơn 2m, thì dùng một cặp này hát karaoke thoải mái vì chép kèn của nó tiếng cho ra độ phủ rất là rộng, tiếng cho ra rất sáng và sạch. Các biết rồi, đây model KH12 của DK Ranking là một trong những model cao cấp của thương hiệu DK Ranking. Đó. Và cặp loa này thì là hàng bãi mà rất là đẹp, phiên bản này phiên bản 2016. Thì cặp loa này đang có giá là 6.500.000. Nếu mà các bác mua mới những cặp loa này thì nó phải rơi vào khoảng tầm 15-16 triệu. Thì chất âm cặp bộ dàn này em có thể là đảm bảo với các bác đó chính là chất âm vượt tầm giá đó, đặc biệt nhất là cặp loa này đó. Nếu mà hàng mới thì nó phải dao động bộ dàn này khoảng hơn 30 triệu, nhưng đây các bác mua bộ dàn hàng bãi tại Hiếu Minh Auto cũng như là bộ dàn của chị Nhung này thì chất âm vượt tầm giá đó. Yên tâm là trước khi em gửi đi cho chị, em sẽ gọi là gì, là set up này, chỉnh căn chỉnh hết rồi, bởi vì đây là vang cơ các bạn, vang cơ thì có thể là tinh chỉnh bằng tay được, cho nên là ở đây em sẽ tinh chỉnh tất từ gần effect này, từ gần chất âm này,
đó. Về chị chỉ cần là cứ nhắc tên cho bộ tủ thôi là hát được rồi, và em có thể hỗ trợ từ xa bằng Zalo để cho hỗ trợ chị có thể đấu nối tại gia đình hoàn thiện nhất đấy. Đây cấu hình bộ dàn của chị ở Nhung ở Hà Nam, có tổng trị giá là 20.950.000 đấy. Các bác có nhu cầu về bộ dàn này cũng như là có cần hỗ trợ gì về các sản phẩm tranh có thể liên hệ qua em Hà với các số điện thoại là thì em để dưới kênh tiêu đề của clip nhé. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng anh em để trải nghiệm chất âm của bộ dàn chị Nhung ở Hà Nam này. Xin mời các bác cùng theo dõi. Yeah.